100 năm sự kiện đáng chú ý, 100 năm sự kiện đáng chú ý, những ngọn nến đã được thổi tắt, sự kiện chính, hát bài hát mừng sinh nhật đã kết thúc và cô ấy rất vui vì một phần trong ngày đã hoàn thành. Đạt được cột mốc 100 tuổi đó là một nỗ lực to lớn, tất cả đều đã nói, nhưng cô không nghĩ đó là một việc lớn không cần làm. Cô không cảm thấy mình già đi, mặc dù gần đây xương cô kêu nhiều, có lẽ rốt cuộc họ cũng đang cảm thấy tuổi của mình. Các phóng viên đã có mặt kịp thời, hỏi cô ấy những câu hỏi về cuộc đời của cô ấy và những gì cô ấy đã thấy trong 100 năm của mình. Nơi họ có bất kỳ sự kiện đáng chú ý nào mà cô ấy có thể nhớ lại. Ellen McCarthy sinh năm 1863 ở Ireland, là con gái của một nông dân, và nhập cư vào Úc năm 1890. Cô đã đến Úc theo chương trình chuyển tiền, theo đó họ được gắn bó với một người chủ trong khoảng thời gian cần thiết để hoàn trả giá vé. May mắn thay, cô được kết giao với chủ sở hữu của một trong những trang trại tráng lệ trong huyện. Cô ấy thường nói với sự tự hào khi mô tả vị trí của mình với tôi là người giúp việc phòng khách chính. Tôi đã giữ chìa khóa. Trên chính con tàu đưa Ellen đến Úc là một chàng trai Ireland khác, Danny Kelly, đang mơ về một cuộc sống tốt đẹp hơn ở một vùng đất xa xôi. Mỗi năm, trong mùa giải, Danny sẽ đi xén lông, đi từ chuồng này sang chuồng khác cùng với các đội xén lông khác. Đó là trong một trong những chuyến đi qua khu vực này, anh ta sẽ dừng lại ở homestead để lấy nước. Ellen, người không nghi ngờ gì đã kể cho anh ta một hoặc hai câu chuyện. Như cô ấy sẽ không làm. Những ngày tán tỉnh của Danny kết thúc tại bàn thờ cao của nhà thờ St. Stephen vào đầu năm 1894 khi anh đưa Ellen về làm cô dâu của mình. Họ đã xây dựng một ngôi nhà lớn, với một nhà bếp lớn và phòng khách trang nghiêm, và hàng hiên xung quanh ba mặt của ngôi nhà Old Queenslander trên bờ của khu bảo tồn nông nghiệp. Và đó là nơi họ đã mua 8 đứa con của mình. Và nơi cô ấy vẫn sống cho đến ngày nay. Một phóng viên nhận thấy có thể có một câu chuyện tốt về tình người trong bà cụ, đã hỏi bà những sự kiện đáng chú ý nào đã xảy ra trong cuộc đời bà. Cô khẽ cười, nhấp một ngụm nước, hắng giọng và kể với phóng viên trẻ sự kiện đáng chú ý nhất của cô là sự ra đời của những đứa con. Trông anh có vẻ hơi bối rối, nhưng cô vẫn tiếp tục. Giọng nói của cô không còn mạnh mẽ như trước nữa, vì anh phải nghiêng người một chút mới có thể nghe thấy cô. Đứa con đầu lòng của tôi là một bé gái, Mary, cô ấy ở đằng kia, với chồng và ba cậu con trai. Cô ấy là một thợ may giỏi, và công việc may vá trang trí của cô ấy đã được trưng bày trong nhiều hội chợ trong huyện. Rõ ràng cô ấy nói với tôi rằng nó bây giờ là một phần của bảo tàng Chatz trong bảo tàng nhà nước. Nhiều người đã cảm thấy thích thú khi nhìn những hình thêu đáng yêu trên khăn trải bàn và khăn trải bàn mà cô đã dành nhiều giờ để tạo ra. Và tác phẩm của cô ấy sẽ được trưng bày tại bảo tàng trong hàng trăm năm tới, để mọi người chiêm ngưỡng và thưởng thức. Chắc chắn đó là một sự kiện đáng chú ý. Người phóng viên không thể tranh luận về câu nói đó, và vì vậy cô ấy tiếp tục với giọng trữ tình của mình. Con trai tôi, Marty, là một cảnh sát, không chỉ là một cảnh sát bình thường, không có gì sai với một cảnh sát bình thường, nó chỉ là một cảnh sát tốt, người đã bắt người đàn ông phạm tội ác đáng sợ đó vào năm 40, nơi một người đàn ông trẻ tuổi. Giáng nhiều đòn dữ dội vào một chàng trai trẻ người Ireland, Johnny, đang ngồi ở quán bar uống vài ly, lấy hết can đảm để hỏi tình yêu của đời mình. Millie, làm cô dâu của mình. Johnny nổi tiếng trong quán rượu vì tính khí nóng nảy của mình, đặc biệt là sau một vài ly bia và rượu rum. Công chúng đã cảnh cáo anh ta nhiều lần nếu anh ta tiếp tục hành vi thác loạn của mình trong quán bar, anh ta sẽ không được chào đón. Tuy nhiên, đêm nay, anh ấy có vẻ vui vẻ. Anh ấy đã có kế hoạch kết hôn, ổn định và xây dựng một gia đình, từ bỏ những thói trang hoa của mình. Quầy bar đầy rẫy những người náo nhiệt, những người cảnh giới đang làm việc ở các ga xa, và sẵn sàng cho một ly rượu lớn tại quán rượu địa phương. Họ có rất nhiều tiền để vung tiền, và định uống rượu cho đến khi giảm. Họ đang hét đồ uống cho tất cả mọi người tại quầy bar, và đám người huyên náo ồn ào đã quyết tâm rằng mọi người nên tham gia cùng họ trong cuộc uống rượu điên cuồng của họ. Johnny đã giữ cho riêng mình đêm nay, uống một vài cốc bia để lấy hết can đảm để đặt câu hỏi cho tình yêu của đời mình, Millie, và không quan tâm đến một đêm uống rượu kéo dài sẽ kết thúc trong ngôi nhà đáng kinh ngạc của anh ta trong cơn say. Trạng thái, những người cắt cổ dường như cảm thấy khó chịu khi cho rằng anh ta sẽ không uống cùng họ. Anh cố gắng giải thích rằng anh chỉ đến đó để uống một hoặc hai cốc bia. Vừa đủ để anh có đủ can đảm để hỏi cưới Millie. Người ta nói rằng một trong số những người giám sát dường như không muốn nhận câu trả lời không và tiếp tục quấy rối anh ta cho đến khi tính khí nóng nảy của Johnny bộc phát. Một cuộc ẩu đả đã nổ ra, Johnny chắc chắn rằng anh ấy có thể tự xử lý được vì trước đó anh ấy đã từng nhiều lần đánh đấm và luôn lấn lướt. Nhưng lần này, người cắt lông quá tốt đối với anh ta, và một vài cú nhắm tốt vào bụng anh ta đã làm anh ta bay, lấy. 100 years of notable events. 100 years of notable events. The candles had been blown out, the main event, the singing of the birthday song was over, and she was glad that part of the day was done.
Reaching that milestone of 100 years of age was a tremendous effort, they all had said, but she did not think it was a big to-do over nothing. She did not feel that old, although her bones were creaking a lot lately, maybe they were feeling their age after all. The reporters were there in force, asking her questions about her life, and what she had seen in her 100 years. Were there any notable events that she could recall? Ellen McCarthy was born in Ireland in 1863, a daughter of a farmer, and immigrated to Australia in 1890. She traveled to Australia under the Remittance Passages program, whereby they were bonded to an employer for the period of time it took to repay the price of the fare. Luckily enough, she was bonded to the owners of one of the magnificent homestead in the district. She often spoke with pride describing her position with "I was chief parlor maid. I held the keys." On that very same vessel bringing Ellen to Australia was another Irish lad, Danny Kelly, dreaming of a better life in a distant land. Each year, during the season, Danny would go off shearing, traveling from shed to shed with the other teams of shearers. It was during one of these trips through the area he would stop at homestead for water. Ellen, who no doubt told him a tale or two, as she was wont to do, Danny's courting days came to an end at the high altar of St. Stephen's Cathedral early in 1894 when he took Ellen to be his bride. They built a grand house, with a big kitchen and stately parlor, and verandas around three sides of the house, the old Queenslanda, on the banks of the agricultural reserve. And that is where they brought up their eight children, and where she still lives today. One reporter, seeing there might be a good human interest story in the old lady, asked her what notable events took place in her life. She chuckled a little, took a sip of water, cleared her throat, and told the young reporter her most notable events were the birth of her children. He looked a little perplexed, but she continued, her voice not as strong as it used to be, as he had to lean in a little to hear her. "My firstborn was a girl, Mary, there she is over there, with her husband and three boys. She is a fine seamstress, and her decorative needlework has been shown in many a fair in the district. Apparently she tells me it is now part of the museum trust in the State Museum. It has given many people joy to look at the lovely embroidery on her tablecloths and doilies that she has spent many hours to create. And her work will be on show at the museum for hundreds of years to come, for people to gaze at and enjoy. Surely that is a notable event." The reporter could not debate that statement, and so she continued in her lyrical voice. "My son Marty is a policeman, not just any ordinary policeman. Not that there is anything wrong with ordinary policemen, it is just he is a fine policeman, who captured the man who committed that dreadful crime in the 40s, where a young shearer dealt many a fierce blow to a young Irish lad, Johnny, sitting at the bar, having a few drinks, getting up the courage to ask the love of his life, Millie, to be his bride. Johnny was well known in the pub for his fiery temper, especially after a few beers and rum chasers. The publican had warned him several times if he continued on with his riotous behavior in the bar, he would not be welcome. This night, however, he seemed in a jovial mood. He had plans to marry, settle down and raise a family, giving up his carousing ways. The bar was full of roustabouts, shearers who had been working on the outlying stations, and ready for a big drink at the local pub. They had plenty of money to splash around, and were planning to drink till they dropped. They were shouting drinks for everyone at the bar, and the noisy, boisterous bunch were determined everyone should join them in their drinking frenzy. Johnny was keeping to himself this night, having a few beers to gather up the courage to pop the question to the love of his life, Millie, and was not interested in a long drinking night which would end in his staggering home in a drunken state. The shearers seemed to take offense that he would not drink with them. He tried to explain he was just there for one or two beers, just enough to give him the courage to ask Millie to marry him. It is said that one of the shearers did not seem to want to take no for an answer and keep harassing him, till Johnny's fiery temper burst out. A scuffle broke out. Johnny was sure he could handle himself, as he had been in many a punch up before and always came out on top. But this time, the shearer was too good for him, and a few well-aimed strikes to his stomach floored him, taking his breath.